Chào các bạn, trên tay mình là một cái phao giấy này. Trông rất là đơn giản thôi. Mình mới vừa phát hiện ra cái cách chơi này. Gấp rất là nhanh và dễ. Ai cũng có thể gấp được và gấp xong chắc chỉ khoảng 5 giây là xong. Đấy, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn gấp nhé. Đầu tiên là các bạn cần một tờ giấy này. To nhỏ gì đều được nhưng mà đừng nhỏ quá, nhỏ quá thì nó không kêu đấy, to quá thì cũng không được, khó chơi đấy nha. Một tờ giấy như thế này mình hướng dẫn các bạn gấp nha, gấp rất nhanh luôn. Bước đầu tiên các bạn gấp theo chiều dọc, đấy, sau một bước, bước thứ hai các bạn gấp đôi theo chiều này. Tên 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 như vậy là xong. Nghe có vẻ khó tin đúng không? Nhưng mà thực sự như thế này là các bạn có thể chơi được rồi. Đấy. Bây giờ để nổ các bạn nha, mình hướng dẫn các bạn cách để nổ này. Đây, các bạn cho hai ngón tay vào đây. Cầm hai hai cái đằng trong như thế này. Kẹp hai ngón tay ngoài đây, các bạn kéo. Đấy. Để nó ra được như thế này. Rồi các bạn mổ xuống là nó kêu. Đấy. Một điểm chú ý khi gấp cái này nha, nhanh như này nhưng mà các bạn phải chú ý là gấp chiều dọc trước nha. Xong rồi mới đến chiều này. Các bạn mà gấp như thế này, rồi gấp như thế này là đến lúc làm nó rất là khó nổ, thỉnh thoảng nó nổ đấy nhưng mà lâu lâu nó mới nổ một cái. Còn đúng của nó là các bạn phải gấp theo chiều dọc trước, xong rồi gấp thế này. Đấy. Rồi còn để cái bước kéo phá này. Đây, thì các bạn quay cái hướng này ra phía ngoài. Rồi, thò hai ngón tay vào trong. Kẹp hai cái tờ này. Túm hai cái ngoài này, kéo nó ra như thế này. Rồi túm lấy cái đầu này. Để nó lồi ra như thế này. Đấy, nó cũng giống cái pháo bình thường các bạn chơi á, chỉ có cái là cái này gấp nhanh và đơn giản hơn thôi. Bây giờ các bạn mổ này và nó sẽ kêu. Đấy. Đây mình gấp thử mấy cái theo mấy kích cỡ khác nhau, bây giờ mình sẽ chơi cho các bạn xem nha. Bây giờ mình sẽ nổ cái pháo bé tí này, cái loại nhỏ nhất này, xem nó kêu như thế nào nha. Đây, để nổ thì các bạn túm hai ngoài kéo cái này ra cho nó như thế này. Nhỏ như thế này mà cũng kêu nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ nổ đến cái cỡ trung bình, cái này là cỡ một tờ giấy. Ô, cái này gấp nhanh quá, quá nhanh. Các bạn giữ hai tờ phía trong, đẩy nó ra phía ngoài này, cầm tay ở ngoài này. Cái này kêu rất to. Rồi, bây giờ mình sẽ nổ đến cái pháo đại này. Cái này là bằng một tờ giấy đôi. Cái này mình đoán là nổ siêu to khổng lồ. Đấy, cái này kêu rất là to các bạn ạ, nghe điếc tai luôn. Nhưng mà cái này thì do nó hơi to nên là hơi khó chơi. Cái loại trung bình là dễ chơi nhất mà nổ vẫn to, loại này thì hơi khó chơi bởi vì khổ giấy nó lớn quá, nó bị mềm á, nó giật giật dẻo, giật nó hơi khó, phải dùng nhiều lực.